Nghèo thế đủ rồi, ba tuổi này trúng số độc đắc, sau có tháng 6 xương lịnh, đổi vận trúng lớn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, vất vả thì mới tìm thấy được sự an yên, sung túc. Trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, vì vậy trong mỗi năm sẽ có được những người may mắn và bên cạnh đó cũng có không ít người gặp phải thất bại. Tất cả điều đó chúng ta đều không thể lường trước được. Tuy nhiên, các bậc thầy tử vi cho biết rằng dựa vào việc phân tích hung mệnh cũng như là số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh, chúng ta có thể phần nào dự đoán về vận mệnh của các con giáp trong tương lai. Cụ thể, trong tháng 6 dương lịch sắp tới, có 3 con giáp sẽ có số phú quý, một bên được thần tài nâng đỡ, một bên được quý nhân phù trợ, vẹn cả đôi đường. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được 3 con giáp đó là con giáp nào. Và liệu rằng mình có thuộc một trong 3 con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào đến với 3 con giáp này trong thời điểm tháng 6 dương lịch sắp tới? Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Tử vi tuổi Tý trong tháng 6 dương lịch thể hiện sự tăng tiến trong vận trình của mệnh chủ. Tài lộc khá ổn định, không có nhiều biến động như các tháng trước đó. Về phương diện công danh, sự nghiệp, bản mệnh đôi khi vẫn phải mắc những sai sót, nhưng nhờ có sự hiện diện và giúp đỡ của quý nhân, nên cấp trên vẫn ưu ái hơn, khiến cho chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì. Cùng với tính cách chăm chỉ lại ham học hỏi, chính là điều đặc biệt đang dần giúp cải thiện chất lượng công việc của tuổi Tý. Thậm chí bản mệnh còn có thể áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo nên sự mới mẻ trong công việc, tưởng như nhàm chán. Đây chính là lý do khiến bản mệnh có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong công việc và có khả năng bản mệnh sẽ nhận được sự công nhận từ những người đồng nghiệp. Thậm chí họ sẽ hậu thuẫn rất nhiều trong các nhiệm vụ khó khăn. Thời điểm này sẽ có nhiều cơ hội mới mở ra trên con đường sự nghiệp. Đây cũng là lúc bản mệnh phải cân nhắc rất nhiều. Bên cạnh việc lắng nghe mong muốn của bản thân mình, đừng quên hỏi han thêm những người có kinh nghiệm. Cùng với sự thăng tiến trong sự nghiệp, tài vận của mệnh chủ cũng có sự thay đổi, cải thiện một cách đáng kể. Đặc biệt trong thời gian này, mệnh chủ tuổi Tý hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, giúp đầu óc minh mẫn khi giải quyết mọi vấn đề. Công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật, cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí, mang lại bình an cho bản mệnh trong tháng 6 sắp tới. Để nắm rõ vận trình cụ thể, chi tiết của tuổi Tý bước vào tháng 6 dương lịch tới đây, hãy theo dõi cẩm nang vượng vận từng tuổi Tý ngay sau đây. Tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cho thấy mệnh chủ sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong tháng 6 dương lịch. Nếu biết chấp lấy thời cơ, mệnh chủ không chỉ đạt được những thành công trên lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc, mà tình duyên cũng có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Hơn nữa, nhờ có được sự trợ giúp của nhị hợp mà tháng này bản mệnh làm điều gì cũng suôn sẻ. Cùng với đó, bản mệnh đã nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá chính xác tình hình cũng như năng lực của bản thân để từ đó đưa ra những kế hoạch chính xác. Trong thời gian này, cũng nhờ có sự đồng tâm, hiệp lực của đôi bên, có thể cùng chung tay giải quyết vấn đề khó khăn, mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp xúc thêm các mối khách hàng mới.
Tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, xem tử vi tháng 6 dương lịch tới đây dưới sự nâng đỡ của nhị hợp. Sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Giáp Tý sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, ít khi vướng phải khó khăn. Cho dù có vấp phải khó khăn đi chăng nữa thì cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Thậm chí thông qua việc này, bản mệnh có thể nhận ra ai là người thực sự đối tốt với mình. Lúc này, việc hợp tác, làm việc rất có lợi cho mệnh chủ, bởi với bản tính cởi mở dịu dàng của mình sẽ có thể tạo dựng mối quan hệ đồng nghiệp, hòa hợp, đôi bên cùng nhau phát triển. Thứ hai là tuổi Mão. Mệnh chủ tuổi Mão rất may mắn, có duyên trong lĩnh vực buôn bán và tiền bạc vì mệnh chủ là người nhạy bén, tinh tường nên khi đi giao kèo hoặc ký kết hợp đồng luôn đạt hiệu quả cao. Nguyên lệnh đang dần bước vào đất tử, bản mệnh cũng khá tự tin vào những việc mình đang làm. Tuổi Mão chủ động làm việc chứ không cần ai phải nhắc nhở. Điều đó khiến cho cấp trên khá tin tưởng và giao trọng trách cho bản mệnh. Hơn nữa bản mệnh là người biết lượng sức mình, biết bản thân mình đang ở đâu, có ưu thế gì và cần phải làm sao để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn. Bước vào tháng 6 dương lịch tới đây, tuổi Mão là một trong ba con giáp được thần tài gọi tên, ghi sổ vàng, gặp rất nhiều may mắn từ sự nghiệp, công danh cho đến tiền bạc, tình duyên đều có sự khởi sắc rõ rệt so với thời gian trước đó. Chỉ cần bản mệnh nỗ lực là có thể nắm bắt được. Để nắm rõ vận trình cụ thể chi tiết của các tuổi Mão bước vào tháng 6 dương lịch tới đây, theo dõi cẩm nang vượng vận từng tuổi Mão ngay sau đây. Tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi học dự báo đây là thời điểm rất tốt để làm kinh tế và hợp đồng. Vì vậy nếu thấy đối tác có cơ hội hoặc triển vọng thì bản mệnh nên nhanh chóng nắm bắt. Nguyên lệnh lâm đế vượng cho thấy những kinh nghiệm quý giá cũng là nguyên nhân giúp bản mệnh nhận được sự tin tưởng, đánh giá cao của mọi người xung quanh, đặc biệt là cấp trên. Nếu mệnh chủ đang làm lãnh đạo, thời gian này sẽ có thể dẫn dắt mọi người đi đến thành công một cách dễ dàng. Phương diện tài lộc cũng khá may mắn khi đây được coi là thời điểm thích hợp để mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tử vi nhắc nhở bản mệnh không nên quá tự mãn, gây ảnh hưởng không tốt và khiến tiểu nhân đố kỵ. Tử vi tuổi Ân Mão sinh năm 1975, khi bước vào tháng 6 dương lịch, mệnh chủ sẽ gặp nhiều yếu tố may mắn. Vì thế, bản mệnh có thể gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm. Thời gian này nhờ có thiên ấn hỗ trợ, bản mệnh sẽ có sự phát triển sự nghiệp tốt. Nhưng mệnh chủ đang làm nghiên cứu cũng đạt được kết quả lý tưởng với khả năng xã giao tốt và hài hòa. Đó cũng là yếu tố quan trọng giúp bản mệnh hóa giải được nhiều rắc rối trong thời điểm này. Thêm vào đó, sự hăng hái nhiệt tình trong công việc cũng giúp bản mệnh sẵn sàng thử thách vượt qua bản thân, bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã vạch ra từ trước đó. Nguyên lệnh lâm đế vượng cũng là dấu hiệu cát lành, chứng tỏ bản mệnh đạt được những công quyền dành cho thế hơn người. Hãy kiên trì chủ động nắm bắt cơ hội của mình. Ngoài ra trên phương diện tài lộc, bước vào tháng 6 dương lịch cũng là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng kinh doanh, giữ các mối quan hệ với các khách hàng mới. Đế vượng cho thấy bản mệnh là người hăng hái, tích cực, không sợ khó khăn trắc trở. Nếu đứng ở vị trí lãnh đạo, bản mệnh cũng hoàn toàn có thể truyền cảm hứng cho người khác, dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Đặc biệt để kích hoạt vận khí căn lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà vận, bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh, từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình sẽ như tấm bùa hộ thân bảo vệ bản mệnh, tương trợ phát triển trong mọi khía cạnh trong thời điểm sắp tới. Thứ ba là tuổi Mùi. Xin chúc mừng tuổi Mùi tháng 6 dương lịch là thời điểm bứt phá mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc. Nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời điểm này sẽ cực kỳ hanh thông, gặp được nhiều may mắn đúng như mong ước. Nguyên lệnh lâm đời cho thấy đây là lúc thích hợp để bản mệnh đứng trên đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp. Bản mệnh hãy tin tưởng vào chính bản thân mình, suy nghĩ tích cực và xác định mục tiêu vươn tới một cách thật rõ ràng.
chắc hẳn bản mệnh sẽ gặt hái được thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo tử vi năm 2021, bước vào tháng 6 dương lịch tới đây, bản mệnh hãy vươn lên bằng chính sức của mình để giữ độc lập, tự chủ cần thiết. Bản mệnh không cần bước theo bước chân của bất cứ ai hay vội vã theo đuổi tiến độ của người khác. Hãy giữ kiên định và sẽ đạt được điều mà mình mong muốn. Ví dụ như thăng quan, tiến chức hoặc phát tài. Tuy nhiên, phương diện tình cảm mang lại cho bản mệnh khá nhiều điều đáng suy nghĩ trong thời gian này. Bởi bản mệnh không dành nhiều thời gian để quan tâm đến việc yêu đương hoặc nửa kia của mình, cho nên đời sống cảm xúc khá là nhạt, thậm chí gặp buồn chán. Ngoài ra, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp mệnh chủ đạt theo năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp mệnh chủ xua đuổi những hung tinh, tà ma, vận hạn luôn rình rập xung quanh. Cùng với đó giúp bản mệnh hóa giải thị phi, mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ. Đồng thời vật phẩm sẽ giúp tuổi mùi tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Để nắm rõ được vận trình chi tiết của tuổi mùi trong thời gian tới, xin mời quý vị hãy theo dõi cẩm nang vượng vận chi tiết ngay sau đây. Tuổi đinh mùi sinh năm 1967, trong tháng 6 dương lịch tới đây nên giữ khoảng cách nhất định với những người có ý định tiếp cận mình. Bản mệnh nên thể hiện quan điểm rõ ràng và cách xa với người như vậy, nếu không họa thị phi sẽ ập xuống. Điều bản mệnh cần làm bây giờ đó là không nên vội vàng nghe theo lời đồn thổi của người khác, mà nên trò chuyện cùng người ấy sẽ có thể hiểu được bản chất của vấn đề. Ngoài ra, bản mệnh đã có tuổi nên cần lưu ý đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức. Đặc biệt, với bề dày kinh nghiệm của người tuổi đinh mùi hoàn toàn có thể vững bước và thành công khi cơ hội đến trong thời gian tháng 6 sắp tới. Tử vi tuổi kỷ mùi sinh năm 1979, trong thời gian này, dưới sự nâng đỡ của tam hợp, bản mệnh có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ của mình, thậm chí có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Quý nhân có thể là người giúp bản mệnh khắc phục được khó khăn trước mắt, thậm chí vạch ra những vấn đề mai sau. Nguyên lệnh trường sinh có giúp bản mệnh luôn có trạng thái tinh thần minh mẫn, tập trung để hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Vì vậy, bản mệnh hãy không ngừng nỗ lực, đừng để đánh mất lợi thế của mình. Ngoài ra, nếu biết cách xã giao hợp lý, mệnh chủ không chỉ dễ tạo thiện cảm cho mọi người mà còn đem lại lợi ích cho chính mình. Hữu bật cũng là sao tốt, thúc đẩy vận trình của tuổi kỷ mùi thêm phần may mắn. Cho nên mệnh chủ đừng lo ngại cho những thử thách trước mắt, bởi cứ bình tĩnh thì đâu khác có đó, mệnh chủ hoàn toàn có thể vượt qua chính sức mình. Với những mệnh chủ đang làm công ăn lương cũng sẽ có cơ hội nhận được tiền thưởng nóng do hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây chính là động lực để bản mệnh tiếp tục cố gắng ghi điểm trong mắt của cấp trên. Mục đích bản mệnh chắc hẳn không nằm ở tiền thưởng mà ở việc thăng chức, tăng lương, từng bước lên những bước cao hơn. Tử vi tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 có thể thấy tháng 6 tới đây khá may mắn đối với mệnh chủ, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Chỉ cần cố gắng là bản mệnh sẽ nhận được thành tích đáng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, như có tam hợp nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi đến bất ngờ. Quan hệ xã giao hài hòa giúp bản mệnh sẽ tiếp xúc với nhiều cơ hội triển vọng và giúp sự nghiệp phát triển. Với những mệnh chủ theo lĩnh vực học tập, nghiên cứu thì phải thi cử cũng sẽ đạt được những kết quả khả quan. Thời điểm này, bản mệnh hãy thể hiện điểm mạnh của mình, đừng ngần ngại. Vậy bản mệnh sẽ dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người tiếp xúc với mình. Ngoài ra, trên phương diện sự nghiệp, đây là thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn hoặc xây dựng những mối quan hệ khách hàng, đối tác mới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay có thể giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đang quan tâm, theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh, không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.